Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Và tiếp theo trong cái video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta thi chứng chỉ YouTube của Học viện Sáng tạo với khóa học là YouTube cho đối tác âm nhạc. Để chúng ta có thể xem trên màn hình, đây là cái khóa học YouTube cho đối tác âm nhạc của Học viện Sáng tạo YouTube. Thì trong này gồm có hai bài giảng, hai bài học và một cái kỳ thi của khóa học. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào chỗ tiếp tục để chúng ta bắt đầu học cái bài học thứ nhất. Đây đây là cũng có một cái đoạn video để cho chúng ta xem. Nếu chúng ta xem thì càng tốt. Còn ngoài ra ở dưới này có các cái nội dung của các cái khóa học ở dưới này. Thì chúng ta có thể bấm vào các cái dấu tích ở đây để chúng ta xem các cái nội dung được viết bằng dịch sang tiếng Việt ở dưới này rồi. Ta đọc dưới này cho hiểu và dễ dàng hơn. Còn các bạn có thể xem lại các cái video ở trên để cho nó biết kỹ càng hơn về các cái thông tin này. Này, tất cả các cái kiến thức này là rất quan trọng và rất là hữu ích. Chúng ta có thể học để chúng ta biết để sau này có thể là vận dụng vào cái việc mà làm YouTube cho đối tác âm nhạc với cái khóa học này. Đấy, ta có thể đọc tỉ mỉ. Đây, các cái nội dung này chúng ta có thể bấm hết ra để chúng ta xem. Rồi, các bạn có thể đọc tỉ mỉ, đọc kỹ một chút để hiểu hơn về cái âm nhạc ở trên YouTube như thế nào. Đấy, chúng ta bấm vào chúng ta xem các cái nội dung bên trong của nó. Đấy, chúng ta có thể bấm vào để chúng ta hiểu rõ hơn. Có cái phần này thì nó không yêu cầu về thời gian, cho nên là các bạn có thể bấm để các bạn xem cho nó kỹ hơn. Đấy. Đấy, sau khi mà xem xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục làm cái phần kiểm tra kiến thức của bạn. Chúng ta bấm vào này để chúng ta xem các cái nội dung này là như thế nào. Đấy, phần này là có 4 câu hỏi trắc nghiệm. Là chúng ta xem trong cái phần câu hỏi trắc nghiệm ở đây để trả lời từng câu một. Rồi. Đấy, tiếp tục. Cái phần này chúng ta bấm sai thì chúng ta cứ quyển chúng ta bấm lại, cho nên là các bạn cứ yên tâm là phần này nó không ảnh hưởng đến cái phần mà kỳ thi của chúng ta. Còn nếu trong cái phần kỳ thi mà chúng ta mà sai dưới 75% thì chúng ta sẽ bị loại. Còn trong cái phần này là chúng ta được phép chọn lại để cho khi nào mà chúng ta chọn đúng thì thôi. Bấm vào tiếp theo. Rồi. Sau khi làm xong chúng ta bấm gửi. Đấy, chúng ta hoàn thành xong cái bài thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang cái bài học thứ hai. Với bài học thứ hai này thì cũng tương tự như thế, thì nó cũng có một cái video để chúng ta xem cái nội dung để học. Tuy nhiên thì các bạn có thể xem từ từ và mở các cái nội dung ở phía dưới video này ra để chúng ta xem lần lượt từng cái nội dung để hiểu hơn về các cái chính sách của âm nhạc trên YouTube. Vâng, năm nay ngủ.
Rồi. Đấy, ta xem lần lượt ở trong này. Thì ta cứ mở hết các cái nội dung này ra. Đấy, các nội dung này chúng ta bấm và chúng ta mở ra. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái phần kiểm tra kiến thức của bạn. Chúng ta phần này là có 4 câu hỏi trắc nghiệm. Chúng ta sẽ làm nhanh cái phần này để chuyển sang cái phần thi cuối kỳ của cái khóa học. Chúng ta chọn một cái câu đúng nhất ở trong này để điền vào. Vì cái này là nó không cho chúng ta nhiều cái lựa chọn, mà chúng ta chỉ được chọn một lựa chọn duy nhất mà thôi. Rồi, ta bấm một tiếp theo. Trong mỗi cái câu hỏi trắc nghiệm thì có nhiều các ý để cho chúng ta lựa chọn. Nếu chúng ta lựa chọn sai thì chúng ta được quyền lựa chọn lại. Vì đây là cái bài để kiểm tra kiến thức, nó chưa phải là cái bài thi, cho nên là nó đang còn cho phép chúng ta lựa chọn. Nên chúng ta có thể lựa chọn cái câu nào đúng thì chúng ta sẽ chọn cái câu đó. Rồi, sau đó chúng ta bấm vào gửi. Như thế là ta đã hoàn thành xong cái bài kiểm tra kiến thức thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái kỳ thi của cái khóa học. Thì bây giờ ta sẽ làm cái phần này. Thì chúng ta đọc lần lượt và suy nghĩ cẩn thận để chúng ta làm. Và các bạn làm theo tôi ở trên màn hình thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Bởi vì cái này là tôi đã kiểm chứng, kiểm nghiệm rồi. Chúng ta chỉ cần đạt hơn 75% là chúng ta sẽ hoàn thành được cái khóa học. Còn nếu chúng ta mà làm kém hơn thì chúng ta sẽ bị loại và phải học lại từ đầu. Thế chúng ta cứ làm lần lượt theo cái nội dung mà tôi làm ở trên màn hình là chúng ta sẽ đạt. Cứ từ từ mà chúng ta làm, bởi vì cái phần này nó không quy định về thời gian. Nên cứ lần lượt mà chọn. Rồi, chúng ta cứ từ từ chúng ta đọc
từng câu hỏi một thì chắc chắn rồi chúng ta mới bấm vào. Các bạn có thể lấy điện thoại để chụp lại các cái câu hỏi này để khi mà các bạn làm các bạn có cái minh chứng để các bạn mở ra và thực hành làm theo từng bước một, hoặc là ghi ra giấy, hoặc là các bạn có thể là vừa xem vừa làm luôn ở trên máy tính cũng được. Ra làm lần lượt theo các cái từng bước một như thế này. Đấy, ta gần hoàn thành rồi. Chỉ cần một chút nữa là ta hoàn thành rồi. Rồi. Đấy, như thế là ta đã hoàn thành xong bài kiểm tra đã xong. Đây là thư xác nhận hoàn thành của Học viện Sáng tạo. Đây là khóa học YouTube cho đối tác âm nhạc. Như vậy là trong cái video này tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cách để chúng ta thi chứng chỉ YouTube của Học viện Sáng tạo với khóa học là YouTube cho đối tác âm nhạc. Và video này xin được tạm dừng tại đây, và video sau tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn thi tiếp một số chứng chỉ của YouTube trong Học viện Sáng tạo này với một số các khóa học khác. Xin mời quý vị chúng ta cùng đón xem trong cái nội dung video tiếp theo của tôi. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.